bạn thân mến, trẻ con thì không bao giờ biết nói dối, nên các bài văn của chúng ta rất chi là chân thực. Ví dụ như: mẹ em mắt rất sáng, đặc biệt sáng khi nhìn thấy tiền. Bình thường ngửi hoa thì mẹ không ngửi thấy gì, nhưng mà ngửi đồ ăn thì rất thính. Cầm điện thoại lên, mẹ em xem gì bổ ích thì không xem, chỉ xem livestream bán quần áo. Mình đến là quỳ với bài văn này luôn. Trên thực tế có rất nhiều bài văn, bài kiểm tra bá đạo hơn, lầy lội hơn, hài hước hơn của các em học sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những bài văn đó nhé. Những bài văn bá đạo nhất của đất. Đưa bản hit lạc trôi của sếp và phân tích chuyện kiều. Tập làm văn luôn là môn khoai nhất khi tụi mình còn đi học đúng không nào? Cũng chính vì thế mà lâu lâu chúng ta lại được fan cười bò với những bài văn mà khổ chủ tưởng tượng quá đà, bay bổng đến tận đầu tận đâu. Tin được không, một bạn học sinh đã lạc trôi theo những làn sương khói phôi pha vào tận phòng thi môn văn đấy. Đề văn là bình luận một đoạn trích của truyện Kiều, mà không hiểu sao bạn ấy lại bê nguyên cả lời bài hát Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP vào 13 đạo. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Cụ thể, bạn học sinh này viết: Kiều ngậm ngùi nhìn Kim Trọng ra đi theo hương hoa mủ răng lối, làn sương khói phôi phai đưa bức chàng xa dần. Đơn côi mình Kiều ở lại vấn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Lòng nàng vẫn nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say, tóc mây vương lên đôi môi cay. Bâng khuâng nhìn Kiều lạc trôi giữa quá khứ và thực tại, nàng lạc trôi giữa đời. What the hell? Cho mình hỏi, ở đây có bạn nào là fan của sếp không? Các bạn đã đủ dũng cảm để đưa thần tượng của mình vào bài kiểm tra như bạn học sinh trong video này chưa? Sơn Tùng mà biết điều này chắc cũng rất vui vì được fan đem cả bản hit của mình vào bài kiểm tra cơ mà. Thế nhưng, hẳn là bố mẹ ở nhà sẽ khóc nhiều lắm đây. Còng lưng nuôi con ăn học, thế mà nó lại phân tích nhăng quậy thế này là dở rồi. Bài văn: nhà em có nuôi một ông bố đẹp trai, mũi lợn, mồm rộng, mắt híp. Nếu muốn xả stress hay giải tỏa áp lực, có một cách vô cùng hữu hiệu là tìm đọc những bài tập làm văn của học sinh tiểu học. Mình không nói đùa đâu, nó có tác dụng thật đấy. Không tin thì nghe tiếp câu chuyện này nhé. Khi được cô giáo yêu cầu viết bài văn tả bố, một học sinh tiểu học đã có những câu từ chất chứa đầy yêu thương khi nhắc tới người bố của mình. Em đã có phần mở bài vô cùng ấn tượng, ghi điểm tuyệt đối khi giới thiệu: nhà em có nuôi một ông bố cùng tên và tuổi. Nghe cái khúc đầu nó đã sai sai rồi các bạn nhỉ. Sau đó, người bố được miêu tả là rất đẹp trai với những đường nét như sau: mũi lợn, mồm rộng, mắt híp. Chưa hết đâu, câu tiếp theo khi viết: bố giỏi làm ba việc cùng một lúc. Tưởng là khen nhưng mà không đâu. Đây là một màn cà khịa cực gắt vì ba việc này bao gồm đi nặng, xem điện thoại và hút thuốc lá. Thêm tật xấu của bố là hay cãi mẹ cũng bị bóc phô luôn. May lắm, cô bé mới có vài câu gỡ gạc lại hình ảnh cho bố. Ví dụ: bố cũng nấu cơm giúp mẹ. Ăn xong, bố cũng thích rửa bát. Bố trồng một vườn hoa hồng rất đẹp để tặng mẹ. Em yêu bố em. Quả thực, trẻ con luôn thật thà và hồn nhiên như thế. Chúng có thể nói và kể về những điều mình chứng kiến xung quanh mà không phải e dè điều gì. Bởi thế mới nói, các ông bố bà mẹ, nếu không muốn con mình bóc phốt trong các bài văn miêu tả này thì hãy bớt lầy lội một chút nhé. Bài văn bóc phốt mẹ: mắt mẹ sáng nhất khi thấy tiền, mũi thính khi có đồ ăn. Tiếp tục series cười nghiêng ngả với văn của học sinh tiểu học, tôi một xin trân trọng giới thiệu với các bạn bài văn bóc phốt mẹ vô cùng đặc sắc. Hãy cùng nghe nhé. Em có những pha miêu tả mẹ không thể nào chân thực hơn, chẳng hạn: mẹ em lùn, tóc hơi nâu, nước da trắng hồng. Mặt mẹ tròn và đầy đủ mắt, mũi, miệng, lông mi, lông mày, tai. Wow. Tiếp đến, bước vào tả chi tiết những đặc điểm của mẹ. Cậu bé này khiến dân mạng không thể nhịn cười được. Mắt mẹ rất sáng, sáng nhất là khi nhặt được tiền. Bình thường ngửi hoa thì mẹ chẳng ngửi được gì, nhưng ngửi thức ăn thì rất thính. Thân mẹ to vì mỡ rất lắm, mẹ hay cho em bé bú. Mỗi khi cho bú, mẹ cho bú ti bên trái chứ không cho bú bên phải. Đọc đến đây thì là top 1 cũng đành câm nín các bạn ạ. Có cần phải chi tiết đến vậy không hả nhà văn nhí ơi? Nhưng đọc đến câu chốt
hẳn là vị phụ huynh nào cũng thấy hơi nhột nhột, vì sao lại giống mình quá cơ. Mỗi khi xem điện thoại, mẹ xem cái gì bổ ích không xem, toàn thấy xem livestream bán quần áo. Ôi dồi ôi, có được ông con bốc phốt mẹ như thế này, chắc phụ huynh cũng đau đầu lắm đây. Nhưng rõ ràng, ai cũng công nhận, cậu bé này tả rất chân thực đấy chứ. Khi học sinh mang họ Lươn đi thi. Bài kiểm tra này nói sai thì đúng là sai hết, nhưng bảo không hợp lý thì cũng lại không đúng chút nào. Bạn nhìn xem, hợp lý thế này chứ còn gì nữa. Kiến thức là gì? Là kiến không ngủ chứ còn gì nữa. Napoleon chết trong trận chiến nào? Học sinh sẵn sàng trả lời, trận chiến cuối cùng. Pow. Chết rồi thì chắc chắn là trận cuối cùng rồi, sao mà chiến đấu được nữa. Tuyên ngôn độc lập được ký ở đâu? Ở cuối trang. Kể ra thì cũng đúng. Giấy tờ văn bản nào mà chả ký ở cuối trang? Nguyên nhân dẫn đến ly hôn là gì? Là kết hôn chứ còn gì nữa. Ôi dồi ôi, lại nói là không chuẩn đi. Không kết hôn, lấy đâu ra mà ly hôn? Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu cũng là vì thế mà. Rồi cái gì mà không thể nào ăn được vào bữa sáng? Học sinh trả lời là bữa trưa và bữa tối. Câu này là khiến mình băn khoăn lắm đây này. Cái gì mà chẳng ăn được vào bữa sáng đúng không cả nhà? Chỉ có bữa trưa, bữa tối là không thể ăn được vào bữa sáng mà thôi. Quá là chuẩn. Thiên tài đây chứ đâu. Kiến thức có thể không đúng lắm nhưng mà top 1 chúng mình mà được chấm thì kiểu gì cũng cho bé này 10 điểm của sáng tạo. Còn đây, chắc chắn là bài kiểm tra đến từ học sinh cá biệt. Hoặc không thì cũng phải là đàn anh đàn chị trong lớp trong trường cho mà xem. Phần 1, đọc hiểu. Học sinh bá đạo ghi: đã đọc nhưng không hiểu. Ái chà chà, có chí khí. Bản thân mình hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ có đủ dũng cảm viết những dòng chữ này đâu. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chú em hơn chị rồi đấy. Good job. Đến phần làm văn thì vẫn là ngữ điệu anh hùng. Học sinh ghi: bài thơ Nhàn của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm là một bài thơ hay đến nỗi em không phân tích được. Đến đây thì giáo viên phải bó tay cầm tập, tác giả đọc được cũng phải đội mồ sống dậy mà thôi. Còn đây chính là đỉnh cao của sự lươn lẹo. Niềm đau của mọi thế hệ sinh viên. Khai thật đi, bạn tốn bao nhiêu tiền để học lại môn này rồi? Chắc hẳn gây ám ảnh nhất đó là câu nói: vậy tư bản không thể xuất hiện từ bên trong và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài bên trong. Đấy, chúng mình nói đây, đúng không ạ? Nó phải xuất hiện trong bên trong và đồng thời không phải trong bên trong. What? What the fuck? Ôi dồi ôi, khó như này ai mà hiểu được. Phải chăng vì thế mà cậu sinh viên này thay vì trả lời câu hỏi thì đành tận dụng tờ giấy trắng để bộc bạch trong hai hàng nước mắt. Môn học này quá cao siêu, vượt quá khả năng của một người trần mắt thịt đam mê VKC như em. Và đương nhiên, một quả trứng ngỗng tròn chính hân hạnh đồng hành cùng bài kiểm tra này. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cười ngất với màn điền họ tên chôn thầy cô trong bài kiểm tra. Nếu xét về độ nghịch ngợm lề lội thì có lẽ không ai sánh được tụi học trò rồi. Chúng mình khẳng định điều đấy. Và phần điền họ tên của một nữ sinh lớp 9 trong bài làm tiếng Anh dưới đây đủ làm cư dân mạng cười ngất. Theo đó, thay vì điền đầy đủ, hoàn chỉnh thông tin trong bài làm môn tiếng Anh, cô bạn lại có cách viết đan xen cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt khiến họ tên trở nên cực kỳ hài hước. Full name: Hi Thị Snowpet. Chắc chắn khi thầy cô thấy bài này cũng được trận cười nghiêng ngả chẳng đùa. Bạn có đoán được tên đầy đủ của bạn nữ sinh này là gì không? Mời các cao nhân cho ý kiến dưới phần bình luận nhé. Những tuyệt tác nghệ thuật trong bài kiểm tra. Trời sinh ra đã là họa sĩ tài năng, lại cứ bắt giải toán thì giải làm sao được. Không làm được bài thì đành phải vận dụng bàn tay nghệ thuật của mình làm vài đường cơ bản cho đỡ phải ra về với trang giấy trắng. Với những người làm nghệ thuật thì ngừng sáng tạo là hỏng rồi. Thế nên, bạn học sinh này còn tâm huyết vẽ cả lên đề thi.
Đúng là con trai của ta. Khi đi thi, gặp bài khó không tài nào giải được, các bạn sẽ làm gì? Viết liều đúng không? Hay để trang giấy trắng ra về? Mấy cách đó xưa rồi, hãy thử tham khảo cách của anh Hùng này nhé. Theo đó, thay vì điền câu trả lời của mình vào chỗ trống thì anh chàng này lại hài hước vẽ hẳn một quả bí vào ô thay cho suy nghĩ của mình, tức là bí quá không suy nghĩ được đáp án. Điểm đặc biệt đó là thay vì nghiêm khắc phê ngay con không tròn chỉnh, giáo viên chỉ lẳng lặng chú thích thêm dòng chữ ha 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 vào ngay bên cạnh quả bí của nam sinh. Siêu cao thủ nghe tiếng Anh. Ngày sửa ngày xưa, trong tiết học tiếng Anh nọ, cô giáo giao đề, nghe giáo viên đọc và chép lại lời tiếng Anh. Nhìn thấy đề bài thì cũng hơi rén rồi đấy, hoàn thành tốt cái đề này thì cũng là một dạng năng lực rồi. Và đây chính là thành quả của bạn học sinh. Để mình đọc cho các bạn cùng nghe nhé. Maria Watson in Everly Butberum Mupoder to the USA. Ôi dồi ôi, mình xin phép được dừng lại ở đây, chứ mình méo hết cả mồm rồi. Các bạn thân mến, bạn cảm thấy thế nào về video vừa rồi? Ai cũng biết về độ sáng tạo lầy lội bá đạo thì học sinh mà nhận số 2 thì chắc ai không dám nhận số 1. Thời đi học, bạn và đám bạn thân còn trò gì bá đạo hơn thì hãy comment xuống bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng mình đến những phút cuối của video. Đừng quên thả một like, một share và đăng ký kênh để chúng mình có thêm nhiều động lực để cho ra mắt những video thú vị hơn nữa nhé. Trên màn hình, chúng mình có để lại những video hay ho có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!